Chào mừng em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục cái ngày sale thứ hai. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho anh em đó là máy mài nè, máy chuyên vít nè và máy xiết bu lông. Đó, ba nhóm ha. Rồi ngày mai thì em sẽ còn một cái ngày sale nữa nha anh em. Ngày mai thì em sẽ lên cho anh em là pin nè, rồi một số cái sản phẩm khác như là máy thổi nè, máy cắt cành, rồi máy nói chung là những cái dòng máy còn lại nha. Đó, thì hôm qua thì nếu mà anh em nào chưa coi cái clip ngày hôm qua thì anh em có thể xem lại trong cái phần video của em á. Thì hôm qua thì em có sale về máy khoan với lại là máy các cái dòng máy khoan từ 12V cho tới 21V. Thì hôm nay sẽ là tất cả các dòng máy mài, chuyên vít và máy bu lông. Đó, còn ngày mai á, thì là pin sạc và một số cái sản phẩm khác ha. Rồi thì hôm nay em cũng sẽ có cái chương trình Black Sale giống như hôm qua. Thì đây là cái cây kéo cắt cành, mã của nó là BSH120, kéo cành của thương hiệu Kyocera nha anh em. Thì anh em mà nào mà nghiên cứu kỹ về cái ngành về Power Tool thì em cũng sẽ biết về Kyocera ha. Thì Kyocera là một cái tập đoàn rất là lớn ở Nhật nha anh em, và cái sản phẩm của họ rất là chất lượng ha. Tuy nhiên là hiện tại về các sản phẩm của Kyocera thì nó chưa được phát triển mạnh lắm ở tại thị trường Việt Nam. Và cái kéo cắt cành này là một trong những cái mẫu mà cái số lượng tiêu thụ cũng rất là nhiều ha. Sản phẩm này thì được bán từ năm khoảng 2018 trở đi trở lại đây. Đó, khoảng 2020 chứ, khoảng 20 ha. Mã nó là BSH120. Thì cái cái cành này thì lúc trước thì anh em sẽ mua, giá của nó thì đâu đó nó sẽ rơi vào tầm khoảng tầm 1,6 triệu hay 1,7 triệu gì đó. Thì anh em nào muốn kiếm được về thông tin của con này thì anh em có cứ search giùm em cái mã là Kyocera BSH120 ha. Thì hiện tại em sẽ chạy black sale cho anh em 8 chiếc cái vắt cành BSH120 này, với cái giá của nó là từ 1,6 triệu, thì em sẽ giảm cho anh em còn lại là 790.000 nha, trong vòng từ hôm nay cho đến hết ngày mai nha anh em. Anh em nào có nhu cầu mua thì anh em nhanh tay liên hệ ha. Đặc biệt là các anh em ở vùng Tây Bắc thì bữa giờ mua kéo cắt cành rất là nhiều ha. Thì anh em cũng có thể cân nhắc cái cây này để anh em mua. Thì cái đối với cây kéo cắt cành này á, thì ưu điểm của nó là giá nó khá là rẻ. Nó khá là rẻ nhưng mà cái hàng của nó rất là chất lượng nha. Cái thứ hai nữa là cái kéo cắt cành này thì nó sẽ, cái độ mở lưỡi của nó sẽ hơi nhỏ chút xíu. Đây là cái nhược điểm của cái kéo này. Nên là anh em nào mà ví dụ như cắt những cái cây mà nó nhỏ tầm khoảng 120 cm đổ lại, 120 mm đổ lại, thì 12 mm đổ lại, sorry anh em, 12 mm đổ lại, thì anh em có thể sử dụng cái kéo này để cắt ha. Và sản phẩm của sẽ bảo hành cho anh em là 12 tháng. Đây đây là thông số của máy ha, BSH120, dùng điện áp của nó là 3,6V nha anh em. Và cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ như thế này. Và anh em lưu ý là cái kéo này thì anh em hoàn toàn có thể thay được cái lưỡi cắt ha. Nếu mà trường hợp anh em có thể tháo ra để thay lưỡi cắt cũng như là mài cho cái lưỡi nó bén hơn. Pin nằm trong này luôn nha anh em. Và đi kèm theo thì nó sẽ có thêm một cái đốc sạc ha. Đó, nên anh em nào muốn hiểu rõ hơn về thông số của con này thì cứ kiếm giùm em Kyocera BSH120 ha. Giá gọi là cái giá này là giá cực kỳ hời rồi nha anh em, 790 ngàn ha. Và em sẽ hỗ trợ cho anh em là 8 chiếc và giá áp dụng từ hôm nay cho đến hết ngày mai. Đó, anh em nào mua thì nhanh tay liên hệ. Rồi tiếp tục là cũng một cái sản phẩm nữa, cũng em sẽ đưa nó vào flash sale ha, tại vì giá nó rất là tốt ha. Đây là con máy vít trượt của Decton, mã của nó là M21VT50CB. Thì con này nó là motor rootless và cái động cái nó chức năng của nó thì nó sẽ trượt được nha anh em. Nên là những anh em nào mà dùng về vít điện tử đó, làm về điện tử đồ cũng có thể là tham khảo con này để anh em xài, rất là ngon ha. Và lực của nó là 50 Newton nhân mét nha anh em. Thiết kế rất là nhỏ gọn. Đó, anh em coi về thông số của máy đây. Nó sẽ có hai cấp tốc ha. 0-400 và 0-1650. Lực của nó là 50 Newton nhân mét, đầu của nó là 1/4 inch. Và chân pin nó là chân pin phổ thông nha anh em. Nên là anh em nào có sẵn pin sạc rồi thì anh em chỉ cần mua cái thân máy về anh em xài được rồi. Đó, con này thì giá bình thường anh em mua nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm 650. Nhá, nhưng mà hôm nay em chạy chương trình Black Sale thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá đó là 490.000. Và cái này em cũng sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em lưu ý là cái sản phẩm Black Sale thì em sẽ hỗ trợ bao ship nha. Thì số lượng em cũng sẽ chạy, số lượng con này thì không nhiều ha, em chạy số lượng 5 chiếc thôi nha. Chứ cái này bán lỗ nha. 490.000 hỗ trợ bao ship cho anh em, con vít trượt VT50CB. Đó, anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể mua. Rất là ngon ha, của thương hiệu Decton. Bình thường anh em mua con này lúc nào giá nó cũng 600 mấy hết đây nè. Cái cò nó cũng khá là nhẹ nha. Cò này là cũng là cò vô cấp ha, 20 cấp trượt, độ trượt và có luôn cái chế độ khoan ha. Ví dụ như còn anh em nào muốn khoan tường thì anh em sẽ sử dụng mũi khoan đa năng thì anh em có thể khoan được.
Rồi ok, 490 ngàn, hỗ trợ 3 ship cho anh em. Và số lượng là 5 chiếc. Rồi bây giờ em sẽ đi vào các cái sản phẩm trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên em sẽ lên cho anh em mấy các cái sản phẩm về máy mài trước ha. Em sẽ đi từ giá rẻ nhất cho tới giá cao nhất để cho anh em tiện theo dõi. Thì các thương hiệu nó sẽ trọng chung. Thì ở đây bao gồm có thương hiệu là Rickman nè, là thương hiệu con của Hukan ha. Rồi Hukan nè, rồi Deston và Amatun ha. Thì mỗi thương hiệu thì có một vài mã, thì em sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Em sẽ đi từ giá trị thấp tới giá trị cao để cho anh em dễ theo dõi. Rồi đầu tiên con máy rẻ nhất trong cái giải này đó là con máy mài Rickman ha. Mã của nó là AG551000BL ha. Con này cũng là motor rootless và cốt của nó là cốt M10, đường kính đĩa là một tấc. Tất cả các cái sản phẩm máy mài em giới thiệu trong hôm nay đều đường kính đĩa đều là một tấc và motor nó là motor rootless ha. Và anh em cũng lưu ý là giá em báo ở đây là chỉ bao gồm thân máy, chưa bao gồm pin sạc nha anh em. Đó, nên là anh em lưu ý giùm. Rồi chân pin cũng là chân pin phổ thông hết luôn. Đó. Anh em nghe tiếng máy chạy nè. Thì khá là ok ha. Con này thì nó sẽ có 3 tốc ha, 1 2 3. Tốc tối đa của con này đó là 7.100 vòng trên phút nha anh em. Nói chung là tốc cũng khá là cao ha. Nên là con này thì, nhưng mà con này thì anh em lưu ý là giá nó rẻ nên là nó sẽ phù hợp cho anh em sử dụng cho gia đình thôi nha. Còn anh em nào mà làm công trình đó thì anh em nên lựa chọn những cái mẫu của Deston đó, thì xài nó sẽ ok hơn đó. Còn anh em nào muốn một con giá rẻ để đầu tư cho gia đình thì có thể tham khảo con này, máy mài Rickman. Con này thì giá em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 390 ngàn đó. 390 ngàn có con máy mài pin như thế này, cái thân máy chưa bao gồm pin sạc. Thì cái chương trình này em cũng sẽ chạy từ hôm nay cho đến hết ngày chủ nhật nha. Anh em lưu ý giùm, đây là cái chương trình ăn mừng 8.000 người đăng ký trên cái kênh dụng cụ hình gia ha. Nên là anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh. Thì khi mà đạt được cái mốc 9.000 hoặc là 10.000 thì em cũng sẽ tiếp tục có những cái chương trình như thế này. Đó, và chương trình thì cái thời gian nó có hạn tại vì giá này cực kỳ tốt ha. Với lại em cũng không thể nào bán giá này được. Bán giá này thì các cái đại lý họ sẽ complain bên hãng rất là nhiều ha. Nên là cái chương trình này chạy số lượng có hạn. Cái thứ hai là em sẽ chạy giới hạn trong vòng 1 ngày, 1-2 ngày thôi ha. Rồi đến hết ngày chủ nhật nha, con máy mài Rickman 390 ngàn. Tiếp tục một cái con máy của Hukan. Con này thì tốc của nó là 6.400 vòng trên phút. Đó, anh em nghe tiếng máy nó cũng khá là đậm ha. Rồi con này cũng có 3 tốc nha. Tốc chậm nè, nhanh hơn nè. Đó, tốc con này tối đa nó là 6.400 vòng trên phút. Thì motor vẫn là motor rootless và cốt vẫn là M10, đường kính đĩa của nó cũng là một tấc, đi kèm theo phụ kiện cơ bản bao gồm đồ mở đĩa nè, vành trắng và tay cầm. Đó, motor rootless luôn nha. Rồi giá con này là 520 ngàn ha. Hôm nay giảm cho anh em về giá là 420 ngàn thôi. Đó, 420 ngàn anh em sẽ có con máy mài AGS6400 ha. Đó, giá cực kỳ hữu nghị nha anh em, 550 mà giảm cho anh em chỉ còn có 420 thôi. Thân máy nha anh em. Rồi tiếp tục là con máy tiếp theo là con này, con 6900 của Hukan. Đó, con 6900 này thì nó sẽ có tính năng an toàn ha. Tính năng là chống khởi động lại nè. Mà sao nó im luôn rồi. Rồi con này thì hình như nó bị trục trặc xíu rồi. Ok. Thôi chắc em giới thiệu cho anh em đi. Con này hình như nó bị xíu trục trặc rồi anh em. Rồi mã của nó là 6900 ha. 6900 thì con này tốc của nó tối đa nó là 6.900 vòng trên phút. Và cái con máy này thì nó sẽ có những cái tính năng cũng sẽ có những tính năng an toàn như tính năng kẹt đĩa tự ngắt này, rồi chống sóc đĩa này. Đó, nói chung là con máy này là con máy an toàn nhất của Hukan. Và tốc của nó cũng sẽ có 3 tốc, tối đa là 6.900 vòng trên phút. Và giá con này là 670 ngàn ha. Nhưng mà anh em nào mua hôm nay thì em sẽ giảm cho anh em về mức giá đó là 570 ngàn. Đó, 570 ngàn con máy 6900 của Hukan nha anh em, thân máy ha, motor rootless. Rồi sản phẩm thì bảo hành cho anh em là 6 tháng nha. Tất cả các sản phẩm máy mài thì gần như là con nào cũng bảo hành cho anh em là 6 tháng hết, kể cả của Rickman nè, Hukan và của Deston. Riêng con Amatun thì bảo hành cho anh em là 8 tháng. Rồi tiếp tục một cái con máy cao hơn nữa, thì đây con này thì anh em có thể xài cho công trình được tại vì tóc nó cao một chút xíu. Con này là AG100CB, đây là cái mẫu mà khá là lâu đời của Deston nha anh em. Đường kính đĩa cũng là một bát luôn, cốt là cốt M10. Đó,
Cái con máy này thì khi anh em chạy tốc cao thì nó hơi khua một chút xíu ha, nhưng mà nó sẽ không có ảnh hưởng gì tới máy hết nha. Máy vẫn hoạt động tốt và chạy bình thường nha anh em. Đó, tốc cao thì nó hơi khua một chút xíu, thì con này em cũng bán cho mấy anh em mua khá là nhiều luôn để anh em xài công trình. Đó, ưu điểm của nó là nhỏ gọn ha và sẽ đỡ tốn pin, tại vì thân nhỏ gọn thì cái việc mà hao tốn pin nó cũng ít hơn. Rồi, tốc tối đa của nó là 8.500 vòng trên phút ha. Giá của con AG100CV này thì là bình thường anh em mua giá của nó sẽ là 850 ngàn, nhưng mà trong cái đợt này anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 720 ngàn cái thân máy mài AG100CV nha, 720 ngàn. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục là một cái phiên bản cao hơn của Decton. Con này là công tắc bóp ha, và đây là mã duy nhất của Decton nó có sử dụng công tắc bóp nha anh em, mã nó là AG100BT. Đó, thì con máy này tốc của nó tối đa là 7.500 vòng trên phút, công tắc bóp đường kính đĩa vẫn là một mắt và cốt M10 luôn ha. Rồi, giá con máy này thì con này vẫn có chỉnh tốc nha ba em, ba tốc ha. Giá con này bình thường anh em mua sẽ là 990 ngàn, 990 ha, sẽ giảm cho anh em còn lại là 750 ngàn nha, AG100BT. Rồi, tiếp tục nữa là một cái con máy xịn hơn nữa ha. Đây là con AG9006. Con này tốc nó cao nha anh em và cũng có tổng cộng là 3 cấp số ha. Đó, 3 tốc. Tốc tối đa của nó là 9.600 vòng trên phút. Thì con này máy chạy thì anh em cũng nghe tiếng nó sẽ hơi khua chút xíu ha, tại vì tốc nó cũng khá là cao. Con này sử dụng mặt nạ NSK nên là nó sẽ khá là bền nè. Rồi, con AG9006 có màu xanh và màu xám, thì hiện tại giá bình thường anh em mua cũng là 990, nhưng mà em đang giảm cho anh em còn lại là 750 ngàn. Đó, anh em nào mua thì liên hệ ha, 750 ngàn con AG9006. Con này thì xài công trình đồ ok, thiết kế mẫu mã đồ ngon lành nha. Rồi, tiếp tục là còn một cái mẫu mà AG100 Pro ha, thì em còn một chiếc thôi. Giá của nó là 890 ngàn. Con đó thì nó đầy đủ tính năng, ví dụ như chống lật cổ tay, rồi rơi máy tự ngắt, chống đá ngược ABC đó. Nhưng mà số lượng em còn ít quá, em còn một chiếc à, nên là em không có lên trên đây. Anh em nào có nhu cầu mua thì giá em để cho anh em vẫn là 890 ngàn ha. Đó, rồi tiếp tục là một con máy mài của thương hiệu Amatun. Đây, Amatun thì tính năng nó đơn giản lắm em, công tắc thì công tắc ở trên này ha. Đó, tiếng máy chạy cũng khá là lầm ha. Con này cũng có 3 tốc, nhưng mà tốc của nó thì hình như là hơi chậm một chút xíu nha anh em. Tốc tối đa của con này là 9.000 vòng trên phút, nhưng mà tốc chậm nhất đó là 3.500 ha. Nói chung 9.000 vòng thì nó cũng khá là cao. Đó, và motor vẫn là motor rootless nha anh em. Con này thì anh em để cái máy nó đứng được luôn. Đó, màu nâu đất ha, có cái đèn như này luôn. À, hình như là đây là con máy mà duy nhất có cái đèn anh em, đâu có các cái mẫu còn lại đâu có mẫu nào có cái đèn đâu. Cũng khá là hay nha. Rồi, con máy mài gốc Amatun này thì giá của nó là 1.010.000 ngàn nha anh em. Đó, nhưng mà anh em nào mà mua thì em sẽ giảm cho anh em về giá là 900 ngàn, 1.010.000 giảm cho anh em còn 900, ba cái cấp số ha. Amatun nha, thân máy luôn. Rồi, tiếp tục đó là một cái con máy cao nhất của dòng máy mài Decton, đó là con AG100 Pro Max. Con này tích hợp đầy đủ tính năng an toàn, bao gồm chống rơi máy tự ngắt nè, kẹt đá tự ngắt, chống lật cổ tay, và có thắng từ thả ra là thắng ngay nha. Con này thì nó có tổng cộng là 6 cấp số ha. Tốc tối đa của con này lên tới 10.000 vòng trên phút, rất là lớn nha anh em. Nói chung là con máy mài này rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Rồi, giá con này là 1.250.000, thì em giảm cho anh em còn lại là 1.150.000 ha. Lưu ý là con này thì em còn đâu đó được một hai chiếc gì đó, gần hết hàng rồi, không có còn nhiều ha. Ok, rồi anh em nào mua thì anh em liên hệ giùm em ha. Motor rootless con này là cao nhất nha, đời cao nhất luôn. Rồi, đó là các cái mẫu máy mài gốc dùng pin của các cái thương hiệu nha. Anh em nào cần tư vấn thêm mã nào thì anh em cứ liên hệ ha, em sẽ tư vấn chi tiết cho. Ví dụ như cần máy xài cho công trình hoặc làm gia đình, hoặc là cần pin gì đó, em sẽ tư vấn cho anh em nha. Lưu ý là máy mài gốc thì nó rất là tốn pin, nên là lựa chọn cái pin nó lớn chút xíu. Rồi, tiếp tục là em qua cho anh em về các cái dòng chuyên vít ha. Thì sẽ có một cái con chuyên vít của Hukan, con chuyên vít trượt của Hukan, đâu mất tiêu rồi. Chuyên vít trượt của Hukan
Đây, con này là CVT 555 ha, chuyên vít trượt. Thì anh em lưu ý nè, giữa hai con vít trượt và vít búa nó sẽ có sự khác nhau, và em sẽ giải thích cho anh em thay cho thấy cho anh em thấy khi nào anh em sử dụng vít trượt và khi nào anh em sử dụng vít búa luôn nha, cho nó dễ ha. Rồi đầu tiên là đối với con vít búa thì anh em nhìn thấy nè, cái điểm phân biệt cơ bản nhất đó là hai con này, con nào vít trượt thì nó sẽ có vòng chỉnh lực ở đây đó, vòng chỉnh lực ha. Đó, nó sẽ có những cái số ở đây, thì khi anh em thay đổi cái số này á thì cái lực nó cũng sẽ thay đổi theo. Còn đối với con chiên vít búa thì nó sẽ không có cái vòng chỉnh lực như vậy nha anh em, nó chỉ có cái cầm búa ngay chỗ này thôi, cái thiết kế nó như thế này thì gọi là vít búa, còn con này là vít trượt. Thì cái cơ cấu của con vít búa nó sẽ là cơ cấu gần giống với là bu lông ha, còn cái cơ cấu của con vít trượt thế này thì nó sẽ là cơ cấu giống như con máy khoan đó, anh em hình dung là như vậy ha, tức là hai cầm búa nó sẽ khác nhau. Nên là nếu mà anh em sử dụng con vít trượt này, anh em đem đi khoan tường mà bằng củi đa năng nó sẽ tốt hơn, hoặc là anh em đem đi khoan gỗ sắt nó cũng sẽ tốt hơn so với cái con này luôn đó. Ví dụ như nhiều khi anh em sử dụng con này đem đi khoan thì cái búa nó đứng cạch cạch cạch, kể cả anh em khoan vô gỗ, khoan vào gỗ hoặc là vào tường hoặc vào sắt á, thì búa nó đều đóng cạch 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 hết nha. Còn đối với con này á, thì nó sẽ là cầm búa nó sẽ là giống như cái con khoan đa chức năng bình thường ha. Đó, rồi lưu ý phân biệt. Rồi đối với con vít trượt này á, thì cái ưu điểm của nó là gì, tức là anh em có thể là thay đổi được các cái lực từ nhỏ tới lớn đó, mỗi cái số này là tương ứng với một cái lực khác nhau. Nên là ví dụ như anh em cần siết những con vít mà nó cần đảm bảo độ an toàn, anh em sợ nó bị hư ren ốc, hoặc là ví dụ anh em làm về nội thất sợ nó bị tét vật liệu đó, thì anh em có thể sử dụng con vít trượt này chỉnh nó vật lực nó vừa phải, hoặc là anh em vặn vít ở trên nhựa đó thì sử dụng con này rất là ok. Rồi còn cái con chiên vít búa này là gì, lực nó rất là mạnh. Ví dụ đối với những con vít trượt á, thì cái lực của nó chỉ có đâu đó 50 mấy newton thôi, còn cái con này lực của nó lên tới vài trăm newton ha. Nhưng mà cái hai cái này kết cấu nó sẽ khác nhau, thì không không cái việc so sánh lực nó cũng không có đúng lắm. Nhưng mà gọi là cái con này thì nó sẽ có cái búa đóng hỗ trợ ha, nên là cái con này thì nó sẽ chuyên cho anh em, ví dụ như là anh em bắn bắn những con vít nó lớn, bắn vào các vật liệu giống như gỗ hoặc là tôn nữa thì anh em sẽ sử dụng con này. Vít lớn ha thì sẽ bắn con này, còn đối với vít nhỏ thì anh em xài những con này thì nó sẽ ok hơn đó. Con này thì nó vẫn xài được vít nhỏ nha anh em, tại vì đối với một số mẫu thì nó sẽ có những cái chức năng cũng khá là hay trên các vật liệu giống như những con mà 250 của Deston chẳng hạn. Rồi thì hồi nãy là con chiên vít trượt, đây là con chiên vít trượt nhỏ nhất ha, thì lực của nó là 50 55, con này là 55 Newton nhân mét anh em. Rồi con này thì nó sẽ có hai cấp tốc độ và có 21 cấp trượt và một cái chức năng khoan. Motor cũng là motor rootless luôn, con này giá nó cực kỳ rẻ luôn anh em. Đó, con này thì giá nó là 400 ngàn, em đang giảm cho anh em còn lại là 360. Nhưng mà anh em cũng nên cân nhắc giữa con này là 360 ngàn và anh em cân nhắc cái con vít trượt của Deston. Con này thì em đang sale cho anh em chỉ còn có 490 ngàn ha. Đó, cân nhắc nha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ ha. Rồi đó là hai cái mẫu vít trượt, bây giờ em sẽ qua cho anh em đó là mẫu chiên vít ha. Chiên vít thì em sẽ có con chiên vít nhỏ nhất là con này, con này hay gọi là TD173. Thì con TD173 này lực của nó là 180 Newton nhân mét nha anh em. Đó, 180 Newton nhân mét, thì con này nó có tổng cộng là 4 cấp tốc này, anh em có thể điều chỉnh ở đây 1 2 3 4 ha, và anh em có thể điều chỉnh ở đây. Đó, và cái con này thì nó có cái cụm đèn rất là sáng ở đây ha, nhìn rất là đẹp nha. Đó, ok ha. Rồi con chiên vít búa của Hukan thì anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em giá là 490 ngàn, thì giá này là chưa bao gồm phí ship nha anh em. Hôm qua thì em có chạy chương trình flash sale nhưng mà anh em mua quá trời rồi nên là em cũng không có hỗ trợ thêm cho con này ha. Hôm nay anh em nào mua thì giá của nó là 490 ngàn. Đó, cộng thêm ship là 30 ngàn nha. Lực của nó là 180 niu nha anh em. Con này anh em đi bắn tôn đồ rất là ngon, và ưu điểm của nó rất là nhẹ ha. Cò nó cũng rất là ngon ha, cũng khá là mượt ha. Rồi tiếp tục nâng cấp lên một chút xíu nữa thì em sẽ có con chiên vít đây. Rồi hết rồi, thì lên thẳng cho anh em con chiên vít của Amaktun luôn. Con chiên vít của Amaktun lực của nó là 280 niu nha anh em. Lực con này thì nó lớn ha. Đó, lực này cực kỳ lớn ha. Và con Amaktun này thì nó sẽ có hai cái chế độ. Đó, nó sẽ có anh cho anh em đó là chế độ mà gọi là chỉnh bằng bằng tay á, thì nó sẽ có 4 tốc 1 2 3 4 ha.
Và đồng thời thì con này nó sẽ có thêm một số chế độ ha. Thì anh em nào muốn coi chi tiết con này thì có thể tua lại trong cái phần video của em. Em tháo một cái clip về nhà con này, hướng dẫn về cách sử dụng của nó. Nó sẽ có các chế độ như là em bắn trên các cái vật liệu, chế độ mà tự dừng nè, rồi chế độ mà gọi là búa, chế độ gọi là chế độ khoan mồi nè, rồi chế độ auto slow ha. Nói chung là đầy đủ chế độ ha. Con này thì nó cũng khá là ngon. Đặc biệt ưu điểm lớn nhất của con Amatun này á là lực lớn nè. Cái thứ hai đó là nó có cái bộ phận giảm rung ở đây. Đó, bộ phận giảm rung ở đây nên là anh em bắn nhiều á thì nó cũng sẽ đỡ bị mỏi tay nha anh em. À, rồi. Cái cò thì cũng ok ha. Rồi con máy chuyên vít Amatun này thì giá của nó là 1 triệu nha anh em. Nhưng mà em sẽ hỗ trợ cho anh em cho từ hôm nay cho hết chủ nhật giá là 900 ngàn. Đó, anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ để mua ha. Rồi tiếp tục qua một cái con máy chuyên bích khác ha. Rồi Deadtone thì nó còn có cái mẫu chuyên bích đây, em sẽ lên cho anh em dễ coi. Ở đây là ba cái mẫu chuyên bích 250 của Deadtone. Đó, bao gồm con này là mẫu là 250 G3. 250 G3 thì cái đèn nằm ở dưới đít này. Rồi tiếp tục là mẫu 250 NCB Gen 3 thì cái đèn nằm trên này. Đó, có nhiều anh em thắc mắc là hai cái mẫu này nó khác nhau cái gì thì anh em có thể nhìn vào đây thì anh em sẽ thấy cái nó sẽ có sự khác nhau. Em tắt cái đèn đi ha. Đó thì nó sẽ khác nhau cơ bản đó là cái đèn của con này ha. Cái đèn của con 250, cái mẫu này là gọi là 250 NCB Gen 3 thì cái cụm đèn nó sẽ là cụm đèn tròn ở trên này. Ô lộn rồi. Con này so sánh mới đúng nè. Sorry anh em nha. Đây. Ủa lộn luôn. Đây mới đúng nè. Đó. Anh em thấy không? Hai cái đèn nó sẽ nằm ở hai vị trí khác nhau. Con này là 250 NCB Gen 3 thì cụm đèn tròn nằm ở đây. Còn con này là 250 G3 thì cái đèn nó nằm ở đây. Các chức năng của hai con máy này nó giống nhau 100% nha anh em. Lưu ý ha, và cái bảng mạch nó cũng giống nhau luôn. Mạch đều là mạch 12 MOSFET nha. Và các cái chế độ nè, chế độ ở đây thì hai con nó cũng giống nhau luôn. Thì nó sẽ bao gồm cái nút bên này nó sẽ điều chỉnh là số 1 2 3 4 ha, tùy anh em bạn tốc chậm tốc nhanh thì chỉnh bên này. Còn bên này sẽ là bàn phím điều chỉnh chế độ. Ở chế độ đầu tiên thì anh em sẽ bạn ở trên vật liệu bằng gỗ ha. Chế độ thứ hai là bạn ở trên sắt mỏng này. Và chế độ thứ ba là anh em bạn ở trên sắt dày. Đó. Và chế độ mở ra thì nó sẽ có chế độ auto slow và chế độ mở bình thường. Đó, chế độ ở này là auto slow này. Và chế độ bình thường ha. Tương tự con này nó cũng y chang như vậy. Nói chung là hai con này nó chỉ khác nhau cái đèn. Đó, anh em nào cái đèn sáng hơn thì nó sẽ mắc hơn một chút xíu. Rồi về giá bán thì con này giá, hai con này đều giá của nó là 1.190.000 hết. Nhưng mà từ hôm nay đến hết chủ nhật thì em sẽ có cái chương trình trợ giá cho anh em ha. Hỗ trợ cho anh em cái con 250 G3 là cái đèn nằm ở dưới đít này ha. Đó, thì giá hỗ trợ cho anh em là 990.000. Đó, 990.000 cái con 250 G3 này. Rồi. Đối với con 250 NCB thôi con này giảm cho anh em, con 250 G3 này giảm cho anh em về giá là 950 luôn đi. 950.000. Còn con 250 NCB Gen 3 này á thì hỗ trợ cho anh em về giá là 1.050.000 nha. 1050, 950. Đó, nó khác nhau cái đèn thì chênh lệch nhau 100.000. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu mua thì anh em liên hệ ha. Mạch thì nó sẽ giống nhau hoàn toàn. Rồi tiếp tục em sẽ so sánh cho anh em về con 250 Blue và 250 NCB Gen 3. Đây. Đây là hai con bên này là 250 NCB Gen 3 ha, còn này con này là 250 Blue. Thì hai con này nó cũng sẽ giống nhau, gần như là giống hoàn toàn, nó chỉ khác nhau chỗ cái đầu này. Cái đầu búa bên này, cái đầu bên này á là đầu 2 trong 1, tức là ở ngoài này anh em có thể thấy này, có thể gắn được cái con bu lông. Còn đầu trong này thì anh em có thể gắn được mũi vít. Và đặc biệt là cái con này, cái mũi vít nó có cài được luôn ha. Nó có cài được luôn. Nó không có giống như những cái con bu lông. Ví dụ như con bu lông 380 này. Con bu lông 380 này. Đó, cái đầu của nó là đầu rỗng ha. Đầu rỗng thì ví dụ như trường hợp anh em bỏ mũi vít vào thì nó sẽ bị, gọi là bỏ mũi vít vào nó dễ bị tuột. Còn đối với cái con này á, đầu vít nó sẽ giữ khá là tốt. Đó, nó tránh được cái trường hợp anh em bắn ở trên cao nó bị rơi mũi vít. Rồi về giá con 250 Blue này á, thì là 1.250.000. Thì em giảm cho anh em về giá là 1.090.000. Đó. Rồi. Đó, anh em nào có nhu cầu mua thì anh em liên hệ ha.
đó, 1090. Đó, ba cái con này anh em tính giá nè. Con này sẽ là 950.000, con này là 1050 và con này là 1090 nha. Đó. Ok nha. Rồi, đó là hết cái dòng chiên vít ha. Bây giờ em sẽ qua cho anh em cái dòng bu lông. Bu lông thì hiện tại em sẽ là có con bu lông em lên thân trước nha. Thân bu lông thì con này là con bu lông 3 bu lông X2 ha. Thì lực của nó là 320 Newton nhân mét. Đó. Con này có tổng cộng là 3 cấp số 1 2 3 ha. Lực 320 niu ha, đầu của nó là đầu bu lông rỗng 2 trong 1 nha anh em. Và thiết kế của nó thì cũng khá là đẹp ha. Rồi giá con bu lông này á thì bình thường anh em mua giá nó là 390.000. Đó, 390.000 thì hôm nay em sẽ giảm cho anh em về mức giá nó là 330.000. Đó, con bu lông 2 trong 1 này. 330.000 ha, thân bu lông. À, này. Đó, anh em nào có nhu cầu mua thì anh em liên hệ giùm em 330.000 thôi. Rồi tiếp tục là, nhưng mà anh em lưu ý giùm em ha, cái chương trình này em chỉ áp dụng trong hôm nay và hết ngày mai. Còn anh em ví dụ như thứ hai anh em có liên hệ lại thì em cũng sẽ không hỗ trợ giá này nha, tại vì bữa giờ cũng có nhiều anh em những cái giá em bán ở trên live thì anh em hỏi là ủa tại sao hôm qua bán giá này mà bây giờ báo giá khác á, thì em có nói rất là rõ thì cái chương trình em chỉ áp dụng trong cái thời gian giới hạn ha. Tại vì những anh em nào mà đăng ký kênh mà thường xuyên theo dõi cái kênh của em á, thì khi mà em có ra những cái chương trình video mới thì nó sẽ đề xuất cho anh em đó, anh em sẽ coi được và anh em sẽ biết nắm được những cái chương trình mà bên em thì anh em sẽ mua được những cái sản phẩm giá tốt ha. Đó nên là anh em cứ nhắn vào đăng ký kênh để có thể là mua được, khi mà mình cần cái sản phẩm gì đó thì anh em cứ lên kênh của em coi và mua được giá tốt nha. Rồi tiếp tục là qua cái dòng bu lông lớn hơn thì con này con bu lông 380 rút ha. Đó, con bu lông này khá là ngon nha anh em, tại vì con này thì cái mạch của nó là mạch của con chiên vít và cái phiên bản này là phiên bản 2024. 2024 thì phiên bản nó là phiên bản màu xám ha. Ở dưới này thì nó có bao cao su bọc rất là ok nè, mạch y chang mạch con chiên vít luôn và cái mạch này là tắt đèn được luôn ha. Đối với cái dòng cũ là nó không tắt đèn được nha anh em, nhưng mà hiện tại là cái phiên bản mới này nó tắt được cái đèn này luôn. Đó, ok không? Quá trời đẹp luôn. Rồi, cái cẩm búa này. Và con này thì đầu bu lông nó là đầu bu lông 2 trong 1 nha anh em. Đầu ngoài là 1/2 inch, đầu trong là đầu 6.35. Đó, vừa bắt vít vừa vừa siết bu lông được luôn. Lực của nó là 380 niu. Có tổng cộng 4 tốc, 1 2 3 4 ha. Bên này thì anh em điều chỉnh được cái số 1 2 3 4. Ở này hình như là chỗ bàn phím này nó làm ok hơn so với bàn phím của con chiên bích anh em. Tại vì cái lớp cao su này nó rất là ngon này. Cảm nhận ha, em bấm này rất là nhạy luôn, bấm rất là ok luôn ha. Bàn phím của con 380 lúc này nó sẽ khác so với cái bàn phím của, tức là về chức năng thì nó giống ha, chức năng rồi cái những cái số này y chang luôn, nhưng mà kiểu là cái chỗ bàn phím này em thấy hình như đã nâng cấp cái chất lượng của cái bàn phím lên thì phải, và cái cụm này thì nó bọc cao su hết luôn. Rồi con này thì giá nó 1.190.000 ha, nhưng mà khi nào anh em mua thì em sẽ tặng cho anh em thêm một cái bộ khẩu. À, con tặng bộ khẩu 1.190.000, em sẽ giảm cho anh em thêm cho anh em là 100.000 đi, là còn lại 1.100.000, đồng thời là tặng cho anh em thêm một cái bộ khẩu này. Đó, tức là 1.100.000 đồng tặng cho anh em cái bộ khẩu 10 chi tiết như thế này nha anh em. Đó, đó là đối với con bu lông 380 Plus ha. Đó, còn anh em nào mà thấy cái bộ khẩu này mình ở nhà có nhiều rồi hoặc là không có nhu cầu xài á thì em sẽ mua lại bộ khẩu này với giá là 100.000, tức là em sẽ giảm cho anh em con này về giá là 1.000.000 ha, nếu mà lấy cái thân máy không. Ok, rồi một cái con bu lông lớn hơn nữa. Bu lông lớn hơn thì anh em có thể tham khảo con bu lông 550 của Detong. Con bu lông này thì khá là hay ha, quá trời chức năng luôn. Thì anh em sẽ có là các cái chức năng bên phím bên trái này, anh em cũng sẽ điều chỉnh là tốc độ 1 2 3 4. Nhưng mà ở cái chiều mở ra thì nó sẽ có ở chiều mà cái nút chữ A này là chức năng gọi là chức năng auto, thì nó sẽ có nhiều cái chức năng khác nhau. Ví dụ như anh em để đèn số 1 và đèn số 4 sáng thì anh em sẽ có chức năng là vừa khi mà siết vào á, vừa vừa bung búa là nó sẽ ngắt, còn mở ra thì vừa hết lực nó ngắt này. Còn đối với số 2 4 á, thì nó sẽ bung, nó gõ búa được 2 giây thì nó sẽ tự ngắt, mở ra cũng tương tự giống vậy. Rồi chế độ thứ ba thì nó sẽ là chế độ mở ra auto slow ha. Đó, rồi con bu lông 550 này là con em bán cực kỳ nhiều luôn anh em. Rồi giá của con này thì lúc trước anh em mua với giá là 1.250.000, nhưng mà hiện tại á thì cái thân máy này
thì anh em sẽ mua, nó sẽ chia ra màu ha. Đối với con 550 thì nó có một cái điều rất là đặc biệt, đó là nó sẽ chia theo màu, giá nó cũng sẽ khác nhau. Thì đối với con bu lông mà 550 màu màu vàng và màu đỏ thì giá của nó là 990.000. Có tặng cho anh em thêm một cái, em sẽ tặng cho anh em thêm một cái bộ khẩu này nữa, tức là từ hôm nay cho đến hết ngày chủ nhật sẽ tặng cho anh em thêm cái bộ khẩu. Và anh em lưu ý là cái bộ khẩu này là bộ khẩu của bên em ha, thì bộ khẩu này em sẽ là bộ khẩu riêng bên em, bên em sẽ tặng cho khách hàng của em ha, những anh em mà đã đăng ký và ủng hộ cho dụng cụ hình gia. Còn cái chương trình này không phải là chương trình của hãng nha, tại vì có nhiều anh em đi qua những cái kênh khác á, thì hỏi cái bộ khẩu này, thì cái này không không phải anh em, những cái đại lý khác họ cầm lên bên hãng là tại sao bên hình gia có bán tặng cái bộ khẩu này mà bên hãng lại không có tặng cho khách hàng á. Nên là anh em lưu ý ha, cái này là cái tri ân của bên em, nên là khi anh em mua thì em mới hỗ trợ thôi, và cái hỗ trợ chỉ hỗ trợ trong hôm nay và ngày mai nha, chứ không phải là bên hãng nó tặng đâu anh em, lưu ý giùm em. Rồi anh em lấy màu đỏ và màu vàng thì giá của nó là 990.000 ha, vẫn tặng cho anh em bộ khẩu này. Còn anh em lấy màu xanh và màu xám thì giá của nó mắc hơn 100.000, tức là 1.090.000 ha, vẫn tặng cho anh em cái bộ khẩu luôn. Còn nếu mà anh em nào không có nhu cầu lấy bộ khẩu á, thì inbox giùm em ha, em sẽ mua lại cái bộ khẩu này cho anh em. Rồi lưu ý giùm em lại nè, màu bu lông 550, màu đỏ và màu vàng 990.000 tặng bộ khẩu, màu xanh và màu xám 1.090.000 cũng tặng cho anh em bộ khẩu luôn. Và chương trình chỉ áp dụng hôm nay là ngày thứ bảy và ngày mai là ngày chủ nhật, hết ngày mai thì chương trình tặng quà không còn nha anh em. Rồi với lại số lượng cũng có hạn luôn ha, nên là anh em liên hệ sớm. Rồi tiếp tục là một cái con bu lông khủng khiếp của Detom ha. Con này là bu lông 850 Pro nha anh em. Về chức năng thì nó giống y chang con bu lông 520 550, không khác gì hết ha. Nó cũng đầy đủ các cái số 1234 và nó sẽ có chức năng auto với đèn 1, đèn 4, đèn ảnh, tức là vừa bung búa ngắt rồi bung búa 2 giây ngắt rồi bung búa xong nó chạy chậm dần. Đó. Rồi con bu lông 850 Pro này á, thì giá của nó là 850 Pro thì giá của nó anh em mua combo ha, combo của nó là 2.500.000 thì sẽ được tặng kèm một cái thân gì đó. Nói chung nhưng mà trong hôm nay thì trong cái đợt chương trình này thì em sẽ trừ ra hết cho anh em luôn và sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 1.550.000 đồng. Chưa hết ha. 1.550.000 đồng em sẽ tặng cho anh em thêm cái bộ khẩu. Đó, bộ khẩu của 10 chi tiết này. Rồi chương trình này chỉ cũng áp dụng trong vòng 2 ngày từ hôm nay tới hết ngày chủ nhật. 1.550.000 tặng bộ khẩu ha. Còn anh em nào mà bộ khẩu nhiều quá rồi không có muốn xài bộ khẩu này nữa thì cứ báo em. Đó, kêu là Hưng ơi anh nhiều bộ khẩu quá rồi anh không có xài nữa, em trừ ra cho anh thì em sẽ tính cho anh nha. Nên nhưng mà anh em cứ gọi điện ha, cứ nhắn tin Zalo hoặc là gọi cho em thì em sẽ trừ ra cho anh em nha. Còn cái giá em báo trên này là giá có bao gồm quà tặng là 1.550.000. Rồi ok, đó là những cái con bu lông của các cái hãng ha. À còn có một con bu lông này nữa, con bu lông này là bu lông gì đây, 850, 850 của Amatul. Ô con này nó chạy êm quá nè, con này thì bữa giờ em chưa có review luôn. Để em coi thử cái giá con này thì có hỗ trợ được cho anh em một chút nào không ha. Đó, con này thì chắc là xài cũng khá là ngon anh em. Lực của con này là 850 niêu. Nhưng mà đối với những cái con của Amatul đó thì nó khá là đơn giản ha. Nhưng mà cái tiếng con này nó chạy khá là êm nè. Chỉ có 3 bóc 1 2 3 thôi. Rồi, giá của con bu lông 850 này á, thì là 1.790.000. 1.790 nha anh em. Rồi thì em sẽ giảm cho anh em thôi giảm cho anh em 100 giảm cho anh em còn lại 1.600.000 đi. Đó, cho nó chẳng tiền ha. Rồi, 1.600.000 con bu lông 850 của Amatul thì giá nó hơi cứng hơn so với con của Detom một chút xíu nha anh em. Nhưng mà anh em nghe tiếng máy chạy nè. Nói chung là bữa giờ cũng có nhiều anh em xài những con bu lông của Amatul, cũng mua bên em xài và cái phản hồi cũng gọi là đâu đó cũng khá là ok. Đó. 1.790.000 ha, giảm cho anh em còn lại 1.600.000 ha, cũng áp dụng trong vòng 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Còn có con bu lông 550 của Amatul nữa nè anh em. Con này lực 550 Newton. Nhưng mà cái xét của nó thì có vẻ nó gọn hơn so với con bu lông 550 của Detong nha. Rồi con 550 này á thì giá của nó là 1.100.000. 1.100.000 ha. Thì em cũng sẽ giảm cho anh em thêm 100.000, còn lại là 1.000.000 chẳng ha, cho con bu lông 550 của Amatul. Rồi ok, thì đó là những cái con máy máy mài ha, máy chiên vít và máy bu lông của các cái thương hiệu Hukan, Detong và Amatul. Anh em nào có nhu cầu mua thì anh em cứ liên hệ giùm em. Thì cái chương trình này thì em sẽ áp dụng giá
và quà tặng từ hôm nay cho đến hết ngày mùng ngày chủ nhật ha, là ngày mai đó. Sau đó thì anh em có mua thì nó sẽ trở về giá như cũ. Và chưa hết ha, ngày mai thì em sẽ còn có một cái chương trình về pin sạc, về các cái mã còn lại, nên là anh em nhớ đón theo dõi nha. Đồng thời thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh. Khi mà cái kênh em đạt thêm những cái cột mốc mới thì em sẽ làm những cái chương trình gọi là tri ân cho anh em. Thì những cái giá hiện tại em báo ở đây á, thì giá cực kỳ tốt nha anh em, nên là anh em đang có nhu cầu thì anh em có thể tham khảo để anh em mua được cái mức giá nó hợp lý nhất. Rồi, cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.